Hello mọi người ha. Chiều nay thầy Thanh đi review chỗ thầy đang sống cho mọi người coi. Bây giờ chào anh trai. Quay lại chào mọi người cái coi. Chào ông anh hàng xóm. Đó. Bữa nào gặp ông cũng vui đó. Anh Thoại. Đi tới tí xíu nữa mới được. Giờ ra ngoài đường có gió hiu hiu mát mẻ, dễ chịu. Dạ. Mát bác ơi, nên con ra ngoài đường nè để con quay video thôi. Ở đây có cái đồng trống nè thì nó sẽ có gió bác ơi. Chỗ nào có đồng trống là có gió à. Còn mấy chỗ mà nhà san sát nhau đâu có gió bác. Dạ. Đi tiếp thôi, quay ngược lại. Hồi này là đi tới chứ đi ngược gì trời. À, từ tim đường đo vô 3,5 m bác ba. Nhà mình sao ba? Nhà con nếu mà bị lớn thì con phải đập bỏ hàng rào thôi. À, từ tim đường đi vô là 3,5 m. Dạ, từ cái đường mà nó đánh dấu phải không ạ? Tim đường đó. Dạ, nó... tim đường đi vô. Đó. Mà hai bên nào một ta? Hai bên. Hôm qua con đo bên con rồi. Bác ba đo này chưa? Con nó làm chi mà rộng dữ. Đây, từ đây con đo vô tới chỗ này là con đo ngang tới đây là 4 m nè. Tới đây 4 m mà nó chỉ mở ra 3,5 m thôi. Thì bác qua giờ phải đo kỹ, đo cụ thể phải đúng 3,5 m không? Dạ. Trời ơi, chuyện này 2-3 năm nữa mới làm bác ơi. Nói vậy chứ nó đóng vậy rồi cũng cần làm rồi bác. Hai đứa trò cưng đó thầy anh. Đi Đà Lạt vui không? Vui. Quá vui còn gì nữa. Cầm gậy tự sướng đi quay khắp nơi để đăng YouTube cũng được, vui. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nghe. Lần này quay thử đưa một đoạn thôi.